đọc sách mình có thể biết được, đánh thức được đam mê, đánh thức được khát vọng mà luôn tồn tại trong những cái ước mơ mà mình muốn hướng đến ở trong tương lai. Năm quyển sách của Trung Nguyên Văn Tặng đã giúp em rất là nhiều. Chương trình có một cái ảnh hưởng rất lớn đối với em là nó giúp em biết thêm nhiều được cái nguyên tắc lãnh đạo và biết thêm nhiều được có ý nghĩa trong cuộc sống, như mình sau này mình học xong mình có những cái định hướng gì cho tương lai. Đầy cảm xúc, rất là cảm ơn Trung Nguyên và tất cả các anh chị em đã có công tổ chức những chương trình này, đến bây giờ là đã đi được một chặng đường rồi, ngày càng lan tỏa hơn những cái thông điệp và những cái ý nghĩa mà chương trình này muốn truyền tải cho các bạn.